coi là làm được nữa. Lên đây là thôn này hai gác đẹp nhất xã Điền Tiến, Điền Hà, Điền Hải Dương. Nên là tôi lên đây là điều trị được 3 tuần rồi. Tôi bị bệnh nhà. Tôi bị sơ gan cổ trướng, bụng to lắm, ở nhà điều trị trên bệnh viện cũng bao lần được phun thuốc rồi. Thế xong một ngày nữa cũng làm bụng cũng to lắm rồi, không còn thua, giờ lên đây bụng nó đỡ rồi. Cho cô Huyền giới thiệu lên. Nào, ai giới thiệu cô Huyền đây? Cho cô Huyền giới thiệu lên đây. Rồi. Thế là điều trị cháu thế này. Thế cháu điều trị là cái thuốc lâm chi chi. Lâm chi chi. Lâm chi chi với lại cái thuốc gì? Men tiêu hóa. Men tiêu hóa. Thế sữa hai đứa đấy. Thì uống sữa gì hết. Rồi. Trẻ con. Bệnh gì nó đỡ nhiều. Ăn được nguồn gốc. Ăn được nguồn gốc. Ăn được nguồn gốc. Cứ lưng áp, xong rồi ăn hoa quả nhiều thôi, rau hoa quả. Đấy. Thấy là ruộng mấy yên trí của con là nó cũng thấy mẹ ăn là vấn cỡ rồi. Bảo là chốc mẹ cũng to đấy, thì là cũng như là nó tốt lắm rồi. Cô có biết làm sao cô bị sơ gan cổ trướng không? Sơ gan cổ trướng thì trước ta cũng bị sơ gan thì nó nhẹ thôi. Thế thì đi cũng điều trị mấy năm nay rồi, trên đấy thì nó lên đấy, giống như nó khỏe rồi. Thế là sau về mới đắp nặng, ông ấy. Thế là đi điều trị cái miệng ở đây ở Hà Nội về rồi. Thì là ông ấy thì là về một tuần sau là hát rồi đấy. Để nó lâu nữa máu. Không, thế là cứ lên viện, bụng cứ to ra, chữa đủ cứ thuốc. Cứ là nằm một tuần nữa ở bệnh viện mà hết chục triệu, hơn chục triệu đấy. Bao nhiêu tuần nằm ở đấy. Không ăn thua gì cả, cứ to ra, không phải chứ không làm. Coi em nó gửi trong Nam nó cũng không ăn thua, có á. Rồi người đó gửi không ăn thua. Gửi chữa trong Nam ở dưới huyện thì ông chữa được không tháng nữa, cách hôm nay cũng là kiểu 20. Đấy, thì đi ra thì nhiều. Cứ to rồi cháu thấy lên đây, cháu ơi, cứ kiểu lên thì uống thế nào, bụng cứ lần lần.